Trung tâm cây giống Tam Đảo xin chào bà con. Hôm nay buổi chiều mưa, thời tiết tháng 10 bắt đầu vào đông xe xe lạnh rồi, và chúng ta đang bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Cho nên là bây giờ hiện tại trung tâm cây giống Tam Đảo của chúng tôi đang mưa, nhưng mà chúng tôi vẫn cố gắng để tiếp tục làm những cái video hữu ích về cây giống để chúng tôi truyền tải và chia sẻ đến bà con, để cho bà con có thêm nhiều những cái thông tin hữu ích về cây giống để không bị gián đoạn cái thời gian tìm hiểu cây giống của bà con. Thì chúng tôi luôn luôn cố gắng, kể cả mưa chúng tôi vẫn cố gắng làm. Thì bà con có nhu cầu ủng hộ kênh YouTube của chúng tôi thì bà con nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi kênh YouTube ngày một lớn mạnh và truyền đạt tới bà con thêm nhiều những cái thông tin hữu ích về cây giống. Hôm nay chúng tôi lại tiếp tục làm một cái video để giải đáp về cái vấn đề là hiện nay tại sao những cái cây giống đàn hương mà khách mua ở những cái trung tâm nhà vườn không uy tín về trồng thường hay là chậm lớn, bị chết ngược, và tại sao mà nó phát triển lâu không giống như lời những nhà vườn nói. Thì trước mắt là chúng tôi muốn truyền đạt lại tới bà con những cái thông tin chúng tôi đã từng nói rồi, đó chính là cái cây đàn hương. Hiện nay thì có rất nhiều những nhà vườn họ cũng có những kỹ thuật ươm, cũng có các chuyên gia ươm rất là tốt, cây đàn hương phát triển rất là nhanh và đảm bảo. Tuy nhiên thì cũng có khá nhiều những nhà vườn nhỏ lẻ cũng là nhập cái hạt giống đàn hương từ những cái cây nó kém chất lượng, cây hạt nó không đảm bảo, nó không rõ nguồn gốc, không rõ nguồn gốc xuất xứ, nên là nó dẫn đến cái tình trạng là cái cây giống nó bị yếu. Ngoài ra là cái kỹ thuật trồng đàn hương, kỹ thuật nhân giống đàn hương và trồng đàn hương của những nhà vườn họ không có, họ tư vấn cho bà con trồng nó bị sai cách, nó ảnh hưởng đến cái quá trình trồng và phát triển cái cây giống đàn hương đó. Và cái kỹ thuật trồng thì chúng tôi đã hướng dẫn bà con trong những video trước rồi, bà con có thể tham khảo những video trước chúng tôi đã làm giới thiệu cho bà con. Ngày hôm nay thì chúng tôi muốn giới thiệu và cái cách khắc phục, và chúng tôi sẽ tổng quát lại những cái thông tin ở những cái video trước để chúng tôi làm cái video này, nguyên nhân và cách khắc phục để dẫn đến cái tình trạng cái cây nó không bị chết, và bà con trồng làm sao để đảm bảo kỹ thuật. Trước tiên là bà con cần phải xác định là mua cây giống ở những cái trung tâm cây giống đàn hương có kỹ thuật, có chuyên gia hỗ trợ bà con về cây giống lâm nghiệp, đặc biệt là cây đàn hương. Nó là một trong những cái loại cây lâm nghiệp mới du nhập về Việt Nam từ 5 đến 6 năm nay thôi, từ 2015 đến nay. Cho nên là cái kỹ thuật thì không nhiều nhà vườn có, và nó ảnh hưởng khá nhiều đến quá trình chúng ta trồng. Thì trước tiên là cái cây, cái hạt giống của cái cây đàn hương là phải được lựa chọn từ những cái cây nó trên 5 năm tuổi. Đó, thì trên 5 năm tuổi thì cái hạt giống nó giảm cái lượng lipid trong cái hạt giống và chúng ta có thể trồng được rồi. Đó. Thì bà con có nhu cầu mua cây giống thì liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo đường dây nóng chúng tôi đã để bên dưới màn hình, hoặc trực tiếp liên hệ Zalo với chúng tôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo của Trung tâm Cây giống Tam Đảo.